Quý vị thân mến, cuốn Thái Căn Đàm do Hồng Ứng Minh thời nhà Minh viết, lưu truyền cho con cháu đời sau đã gần 400 năm. Cuốn sách không chỉ được văn nhân các triều đại trong lịch sử ca ngợi, mà nhân dân cũng nhất mực tôn sùng, lưu danh muôn đời. Nội dung chủ yếu của cuốn sách này là những lĩnh hội và thể ngộ sâu sắc của Hồng Ứng Minh về muôn chuyện trên cõi thế nhân. Ông đã đề cập tới những phương diện như khuyến thiện, lập chí, xử thế và tu dưỡng, ngôn từ được gọt rũa, ý vị sâu xa. Đây là một tác phẩm kinh điển về tu thân dưỡng tính, rất chí lý trong văn hóa truyền thống Á Đông. Trong cuốn sách này có nhắc đến 3 điều không nên làm trong đời người, nếu tránh được sẽ bình an hạnh phúc. Xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Một, sự bất tha, làm việc không nên lần nữa. Hồi nhỏ chúng ta đều có rất nhiều mộng tưởng, nhưng biết bao nhiêu giấc mộng ấy cứ bị lần lữa, hết lần này tới lần khác, cuối cùng đều thành giang dở. Trong Thái Căn Đàm có một câu như sau: đời người chỉ như hạt gạo trong kho, như tia chớp vụt qua trước mắt, như cây gỗ mục bên bờ vực thẳm, như một con sóng giữa biển khơi. Nếu biết điều này, sao lại không thấy bi ai? Sao lại không thấy hạnh phúc? Làm thế nào mới có thể không phá bỏ mà cứ ôm giữ nỗi lo ham sống của con người? Làm thế nào mới có thể không lưu lại nỗi nhục sống một cách hoang phí? Đoạn này đại ý là đời người quá ngắn ngủi. Nếu biết được điểm này thì con người sẽ không phải hối tiếc vì lãng phí thời gian quý giá của mình. Mọi người thường quen với việc cứ lần lữa, hết lần này tới lần khác. Trước khi hành động, thường muốn hưởng thụ một chút an nhàn sau chót. Nhưng hễ nghỉ ngơi thì lại không dứt ra được. Cứ muốn tiếp tục hưởng thụ mãi như vậy. Cuối cùng thì sự lần lữa này sẽ trực tiếp khiến hành động này thất bại. Tăng Quốc Phiên từng nói, người tài trong thiên hạ xưa nay đều bại chỉ bởi một chữ kiêu. Những người thường trong thiên hạ xưa nay đều bại chỉ bởi một chữ nhát. Lười biếng là bản tính của nhiều người, chỉ cần chúng ta nỗ lực khắc phục là được. Nhưng người có thể hoàn toàn khắc chế được tính lười nhác, rốt cuộc vẫn chỉ là thiểu số. Vậy nên Tăng Quốc Phiên mới nói, người tài trong thiên hạ xưa nay đều bại chỉ bởi một chữ kiêu. Những người thường trong thiên hạ xưa nay đều bại chỉ bởi một chữ nhác. Người tài được nhắc đến ở đây là chỉ những người có tư chất thông minh. Người thường là chỉ những người bình thường như chúng ta. Tăng Quốc Phiên là một điển hình của việc lập chí tu thân dưỡng tính. Ông đã khắc phục tính lười nhác của mình thông qua hai việc. Một là viết nhật ký. Hai là dậy sớm. Do vậy, Tăng Quốc Phiên đã rất nỗ lực trong khoảng thời gian ông quyết tâm dậy sớm này. Khi thì ông dậy sớm, lúc lại vẫn dậy muộn. Ông cứ sửa rồi lại phạm lỗi, phạm lỗi rồi lại sửa như vậy. Nhưng cuối cùng, số ngày ông có thể dậy sớm trong sổ nhật ký vẫn nhiều hơn. Người thành công là người lập tức hành động. Chỉ khi lập tức hành động mới có thể dành ra được nhiều thời gian hơn người khác, nắm bắt được cơ hội hơn người khác. Có câu nói rằng, những năm tháng tuổi trẻ khó quay lại, một ngày khó có hai buổi sáng. Hãy khích lệ đúng lúc, bởi tháng năm chẳng đợi người. Cứ lần lữa, hết lần này tới lần khác, thì thứ bị hao mòn chính là sinh mệnh của bản thân mình. Tới già, hối tiếc thời gian đời người thấm thoát thoi đưa thì cũng đã muộn. Chỉ bằng hãy nỗ lực ngay từ bây giờ. Người thành công là người lập tức hành động. Chỉ có hành động tức khắc mới có thể nắm bắt thời cơ trước người khác. 2. Họa bất đa, lời không nên nói nhiều. Trong Thái Căn Đàm có nói rằng, người có đức thì kiệm lời, người hấp tấp thường lắm lời. Người có đạo đức tự biết mình hành thiện không đủ, nên nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ
thì họ cũng không mở miệng. Người hấp tấp, nóng vội, muốn khoe khoang nên nói rất nhiều. Có câu họa từ miệng mà ra, vậy nên những gì nên nói thì mới nói, những gì không nên nói thì nhất thiết không được nói. Nếu không, tai họa sẽ giáng xuống đầu lúc nào không hay. Mặc Tử từng trả lời học trò Tử Cầm của mình rằng, cứ nói huyên thuyên thì có ích gì, chỉ như con ếch ngày ngày kêu trong đầm nước, khiến miệng lưỡi đều khô cong, nhưng chẳng ai nhòm ngó tới nó. Nhưng gà trống chỉ gáy 2-3 tiếng thì trời rạng sáng. Mọi người nghe thấy gà gáy đã biết trời sắp sáng nên đều chú ý tới nó. Trong cuộc sống, những kiến giải tinh túy thâm sâu mới được mọi người đón nhận. Huỳnh hoàng khoác lác càng ngày chỉ khiến người đời càng thêm ghét bỏ. Thực tiễn chứng minh rằng, trong lời có vật truyền tải, nắm vững một cách chính xác chừng mực của lời nói mới có thể tăng thêm sức cuốn hút cho bản thân mình, từ đó giành được nhiều cơ hội thành công hơn. 3. Nhân bất tác, làm người chớ khoa trương. Một người khiêm tốn quá mức gọi là tác, mà luôn khoa trương quá trớn cũng gọi là tác. Ngưu Nhị trong Thủy Hử đã để lại một câu nói nổi tiếng trước khi chết rằng, hãy đến đây, nếu là hảo hán, hãy cho ta một đao, sau đó liền bị Dương Chí chém chết. Đây gọi là bất tác bất tử, không khiêu khích thì không bị chết. Tác nghĩa là không chịu yên phận. Sau khi Yến Vương Chu Lệ đăng cơ, lấy niên hiệu là Vĩnh Lạc, trong số con trai của Chu Lệ có hai người có hy vọng được kế thừa vương vị nhất. Con trai trưởng Chu Cao Xí chỉ là một người với vẻ ngoài béo yếu ớt nhiều bệnh nhưng tâm địa nhân hậu. Con trai thứ là Chu Cao Hú võ dũng hơn người. Ông đã từng lập chiến công trong chiến dịch bình định phiến loạn Tĩnh Nạn, vốn rất được vua Chu Lệ sủng ái, nhưng người này lại quá ngạo mạn hống hách. Cuối cùng thì Chu Lệ đã trao lại quyền hành cho con trai trưởng là Chu Cao Xí. Chu Cao Hú được phong làm Hán Vương, nhưng Chu Cao Hú lại không hề an phận. Đất mà phụ vương Chu Lệ tấn phong cho ông không chịu đi mà cứ ở lì tại Nam Kinh. Thậm chí tự so mình với Đường Thái Tông, sung túng cho thuộc hạ làm chuyện thị phi, ngấm ngầm chiêu mộ binh mã, không chịu an phận vương của mình. Sau khi Chu Cao Xí qua đời, Chu Cao Hú đã âm mưu làm phản nhưng thất bại và bị nhốt vào ngục, nhưng y vẫn không an phận. Tân hoàng đế tới gặp ông, ông lại trầm dây khiến hoàng đế ngã dập đầu. Hoàng đế hạ lệnh khóa ông vào một cái đỉnh đồng, ông vẫn nhấc đỉnh lên mà đập tán loạn. Cuối cùng hoàng đế phóng hỏa bên ngoài cái đỉnh, thiêu sống ông. Tác là ngông cuồng thách thức, tác là không chịu yên phận, thách thức một cách ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình, hậu quả thường không thể ngờ được. Năm 310 trước công nguyên, Tần Huệ Văn Vương qua đời, Tần Vũ Vương kế vị. Tần Vũ Vương thiên bẩm đã có thần lực, từ nhỏ dáng vóc cao lớn, khỏe mạnh, võ dũng hiếu chiến, thích so tài với người khác, đại lực sĩ Nhậm Bỉ, Ô Hoạch, Mạnh Bôn, do vậy đều rất được trọng dụng. Năm 307 trước công nguyên, Tần Vũ Vương đi tuần áp Đồ Lạc và thách đấu nhấc đỉnh đồng với hai đấu sĩ Ô Hoạch, Mạnh Bôn. Kết quả là hai mắt ông chảy máu, xương cẳng chân bị gãy. Ngay tối hôm đó, Tần Vũ Vương qua đời vì mất quá nhiều máu. Ông tắt thở khi chỉ mới 23 tuổi. Một người khi hành sự biết thuận theo tự nhiên, ngày chính thì được bình an. Làm việc biết yên phận và tự lượng sức mình mà không thái quá thì cũng không có gì phải lo lắng. Không giả dối, không huênh hoang, sống thực với bản tính của mình, có thể nắm bắt được chừng mực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thường thì con người sẽ đánh giá mình cao hơn khả năng thực tế, cho nên mới thường làm nhiều việc quá sức. Do đó,
họ cũng tự nhiên mất đi khả năng kiểm soát tình hình, diễn biến của sự việc. Bi kịch sẽ theo đó mà ập tới, cho nên Khổng Tử phải cảm thán mà rằng: Trung dung chi vi đức đã, kỳ trí hí hồ, dân tiên cửu hy. Trung dung là đạo đức cao thượng, những người làm được điều này xưa nay hiếm. Nguyên nhân chính là chữ độ rất khó nắm bắt trong đạo trung dung. Trong Thái Căn Đàm có giảng rằng, văn chương khi làm được đến cực điểm thì sẽ không còn sự kỳ lạ gì nữa, mà chỉ là vừa đủ. Nhân phẩm làm được tới cực điểm thì sẽ không có sự khác biệt với người khác, mà chỉ là bản sắc tự nhiên. Đại ý nói rằng, một bài văn hay hoàn toàn không phải là dùng những ngôn từ hoa lệ hay cách hành văn tuyệt hảo nào cả, mà chỉ là miêu tả sự vật đó ở mức vừa đủ mà thôi. Làm người muốn đạt được cảnh giới cao nhất cũng không có cách nào khác, chỉ là sống theo đúng bản tính của người ấy, không giả dối, không khoa trương và luôn giữ được sự bình hòa. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Nếu thấy video hữu ích, xin mời quý thính giả hãy nhấn like và share. Nếu là ngược lại, quý vị đừng ngại bình luận bên dưới để chúng tôi hoàn thiện nội dung chương trình hơn nữa. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.